Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel review nước hoa của mình. Thì ngày hôm nay á, video này á, chủ yếu là mình tập hợp cái chai mình mới vừa mua của nhà Giang Nhà, đó là Indonesian Wood. Thì nếu mà bạn nào chưa coi review của chai này á, thì các bạn hãy đợi tới cuối video này. Nó sẽ hiện lên 4 cái video mình đã chọn á. Thì trong đó sẽ có review của chai này với chai Giang Nhà Iris. Đó. Thì ok, để bữa nay mình để bây giờ mình khui cái chai này ha. Rồi, rất là nhanh. Thì cái chai này á, các bạn thấy ở dưới đít nè, 18004. Có nghĩa là cái batch này á, nó sản xuất vào năm 2018 này vào ngày thứ 4 của năm. Có nghĩa là một năm có 365 ngày. Thì cái này là có nghĩa là ngày 4 tới tháng 1 đó các bạn. Còn cái chai này nè các bạn, các bạn thấy không, ở dưới đây nè, 17234, có nghĩa là ngày 234 của năm. Thì là khoảng chừng tháng 8, tháng 9 gì phải, đúng không? Đó, thì nếu mà các bạn chia 30 ra thì nó ra 200, đúng không, 700 mấy. Thì khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 gì đó, mình không biết. Đó, đó các bạn coi thấy cái bass không? Cái đây này 18004, cái này 17234, ok. Thì cái chai này sản xuất 2017, cuối năm 2017, cái chai này đầu năm 2018. Ok, để mình khui cho các bạn coi nó chậm. Để coi nó có khác gì không. Thì đó, nói chung là khi mà các bạn mua á, thì nó sẽ cho các bạn, cái ở trong này nó có cái cuốn sách này. Thì nó sẽ có những cái chai nước hoa của dòng Essence Zelai á. Đó. Thì cái cuốn, cái trong cái cuốn Chabi và Julie bữa mình khui cho các bạn coi rồi đó. Thì nguyên cái bộ Essence Line nó gồm có Italian Bergamot nè, Sicilian Mandarin, Florentine Iris, Javanese Patchouli, Indonesian Oud, Haitian Vetiver, thì để mai mốt mình mua chai này luôn. Peruvian Embrace mình có chai này luôn. Mediterranean Neroli. Đó là tổng cộng có khoảng chừng 1, 2, 4, 6, 8 chai. Ủa, mình nhớ 5 chai đầu tiên, đúng rồi, 5 chai đầu tiên, xong rồi nó ra 2 chai tiếp theo là Haitian Vetiver với Peruvian Embrace. Rồi xong nó ra chai thứ 3, chai cuối cùng, chai số 8 á, là Mediterranean Neroli. Nhưng mà nó có cái dòng Gold với lại Spice nữa các bạn. Đây. Trong đây thì cái hộp này nó cũng không có gì đặc biệt. Ok. Thì để mình cho các bạn coi cái chai Japanese Patchouli luôn. Thì nó cũng y chang vậy thôi các bạn, nó không có gì khác hết. Hai chai. Thì đó, nói chung á là cái dòng Essence Line này đó các bạn, họ đang rút ra khỏi thị trường. Ở trên mấy cái mall mà bán như Saks nè, Bloomingdale's hay là Neiman Marcus á, là biết tại sao không? Là tại vì họ bán không có chạy. Tại vì ít người biết cái nhà ra nhà này lắm. Creed nè, rồi Fridmore, Tom Ford hay là Maison Francisco John á, thì bán chạy hơn, tại vì nó nổi tiếng hơn. Còn cái dòng này á, nó rất là thầm lặng các bạn, nó giống như là hidden gem vậy đó, giống như viên ngọc ẩn danh vậy đó. Chỉ có những ai mà giống như là như mình vô tình mình biết nó thôi, chứ thực sự là mình không biết đó. Thậm chí nhiều bạn cũng đâu có biết cái này đâu. Giống như là sau khi mấy bạn đó xem channel của mình, mấy bạn ấy mới biết là nhà Giang Nhà. Đó, thì cái cô mà có bán cho mình cái chai Indonesian Wood này á, cô nói á là hôm bữa mình order hai chai Indonesian Wood với lại Florentine Iris cùng một lúc luôn. Nhưng mà họ chỉ gửi tới cái Indonesian Wood thôi, họ không có gửi tới cái chai Iris. Cái mình mới thắc mắc, mình mới đi tới cổ đó mình hỏi, nó ủa sao nó gửi con chai, còn chai kia đâu. Cái cổ mới nói á là họ đang giống như là pulling out the Giang Nhà line. Mình mới thắc mắc mình đó, ủa tại sao cái chai này trên website nó để nó bán hết nguyên 8 chai mà tại sao nó pulling out. Và nói là giống như là bất cứ thương hiệu nào thì cái chai nước hoa đó phải bán đúng cái số lượng đó. Giả sử như cái chai Indonesian Wood này đi, là họ giống như là họ quy định là phải bán ít nhất là 200 chai trong một năm. Mà nếu mà bán không được 200 chai á thì họ sẽ dời nó đi, họ giống như họ sẽ lấy nó ra, họ không có bán nữa. Tại vì khi mà họ bán nó đó, họ phải giống như họ phải mua hàng họ trữ.
trong cái stock á, là bởi vì lúc nào các bạn cũng check á, nó đã là in stock có nghĩa là giống như họ có hàng, còn nếu mà out stock là có nghĩa là họ hết hàng đó. Thì không phải là chỉ có nhầm gian nhà bị đâu các bạn, nhà Kylan cũng bị. Cổ nói á là cái chai của nữ, cái chai màu trắng á, mình quên đem điện thoại xuống cho các bạn coi, nhưng mà các bạn có thể Google ra cái tên của nó, đó là chai in the City of Sin. Cái chai màu trắng của nữ á, là trong cái bộ sưu tập mà Good and Bad gì đó mình không nhớ, thì nó có In the City of Sin, Playing with the Devil, rồi Good Girl Gone Bad, với lại một chai nữa mình quên tên nó rồi. Mình quên tên nhưng mà nó có bốn chai. Thì cổ nói là sắp tới á thì Saks họ sẽ không có bán cái chai gì quên này mới nói xong vậy đúng là não cá vàng thì nó nói họ cái quên bài đó. À, In the City of Sin, đó là cái chai của nữ đó đó, thì họ không có bán nữa. Thì xong cái mình mới hỏi là chắc bán không chạy hả con nó. Thì xong cái mình mới nói là nhưng mà bán online vẫn có bán đúng không? Còn nói đúng rồi, nó vẫn bán trên website nhưng mà trong store họ nó không có bán đó. Thì chai này, cái nhà gian nhà này á, thì hiện tại giờ giống như là nếu mà mua được thì mình mua, tại vì á trong tương lai nhiều khi họ sẽ không có bán nữa đúng không? Cái trên cái website của gian nhà nó vẫn bán, nhưng mà khi các bạn mua trên website gian nhà á thì nó bán 220 đô, nhưng mà nó không có cho các bạn sample. Thí dụ mà nó có gửi đi, nó gửi complimentary samples dừng 2 ống rồi cùng. Đó là lý do tại sao mình không có muốn mua trên thẳng trên website là vậy đó. Mình vô store mình mua là giống như là người ta cho mình sample nhiều hơn, đúng không? Đơn giản thôi, các bạn thấy không, quyền đóng sample luôn. Đó. Thì nói chung á là cái chai này các bạn thấy cái nước juice của nó hơi nâu nâu chứ không phải là trắng. Còn cái chai Fountain Iris thì nó trắng, còn cái này nước chuối nó hơi xanh xanh, các bạn thấy cái màu nó đó. Tuy cái nhìn cái màn hình các bạn thấy nó không có gì khác, nhưng mà cái này nó xanh ở ngoài nó xanh hơn, còn cái này ở ngoài nó nâu nâu á đó. Tại vì nó mùa út, còn cái này nó gian nhà nó làm nước hoa các bạn. Phải nói là rất là đặc, rất là hay. Tuy các bạn biết không, cái dòng gian nhà Essential Line của gian nhà này á, nó không phải là niche nha, nó vẫn là designer, tại vì bản thân của nó là bán quần giống như là thời trang, giống như các bạn tới các bạn muốn may một bộ đồ vest thì họ sẽ đo tại chỗ, họ may cho các bạn luôn đó. Đó là gian nhà là thương hiệu thời trang cho nên không phải là niche, nhưng mà mấy cái chai này á, cái chất lượng của nó đó nó là gọi là giống như mấy chai của Tom Ford vậy đó các bạn, private line, có nghĩa là họ cái này các bạn biết của công ty nào làm không? Hôm bữa mình đã nói rồi đó, đó là Estée Lauder. Estée Lauder làm nước hoa cho gian nhà, với lại Le Labo, Philip Morris, rồi Jo Malone, Kylan đó. Cho nên giống như họ bán trong cửa hàng thôi, nhưng mà không phải là công việc chính của họ. Công việc chính của họ là bán thời trang. Thì nói chung là cái dòng này á thì mình thấy nó cũng ok, nó dạng trung bình thôi, nó không phải là cao cấp như niche, mà nó cũng không có bèo nhưng mà là mấy cái chai designer. Nhưng mà tại sao mà mình lại thích cái này á, đó là các bạn, nếu những bạn nào mà ngửi nó thử thì các bạn sẽ hiểu là tại sao mình thích nó. Cái nguyên liệu của nó khác mấy cái chai designer các bạn. Đó thì mình đã nói rồi đó, khi mà mình đi mua cái mình đi kiếm cái chai signature scent của mình á, tại vì lúc đó hồi trước mình xài Abercrombie & Fitch, cái xong cái tự nhiên họ thay đổi công thức cho nên mình xài nó không thấy cảm xúc nữa. Cũng có thể không phải là nó không có thay đổi nhiều, nhưng mà nhiều khi cái tự nhiên các bạn lớn tuổi rồi đúng không, các bạn thay sẽ cái khẩu vị của các bạn sẽ thay đổi đi. Thì cái chai đó nó dành cho teen, thì mai mốt mình sẽ làm video về top 10 chai nước hoa dành cho mấy bạn teen, là tầm từ 15 tuổi tới 20 tuổi vậy đó. Thì sẽ có cái chai Abercrombie & Fitch ở trong đó. Nhưng mà tự nhiên cái năm ngoái cái thì mình thấy tự nhiên không thích nó nữa. Cái xong mới đi kiếm thì ngửi tùm lum mấy cái chai designer khác, nhưng mà rốt cuộc cũng không thích. Nhưng mà tự nhiên các bạn khi mà mình tới ngửi cái chai Fountain Iris của riêng nhà nó không có ở đây tại vì mình bán nó rồi đó. Thì khi mà ngửi xong cái chai Fountain Iris, cái tự nhiên mình thấy mấy cái chai này nó sang quá ta. Cái mình mới ngửi tiếp, mình ngửi qua chai Indonesian Oud này. Thì lần đầu tiên ngửi các bạn sẽ không thích nó. Nhưng mà các bạn biết không,
cái chai Indonesian Wood này á, nó giống như là cái 500, nó có một cái gì đó hay lắm các bạn, mà giống như là mình không có biết giải thích làm sao, nhưng mà nó vậy nè, khi mà các bạn ngửi nó thì các bạn sẽ không thích nó, nhưng mà nó có một cái gì đó mà nó cứ cuốn hút các bạn, cứ bạn cứ ngửi hoài, các bạn hiểu không? Giống như là con người cũng vậy. Các bạn thấy một số người đàn ông á, họ rất là gọi là bad boy, nhưng mà giống như là có một số giống như là phụ nữ á, họ không có thể cưỡng lại được cái sức hấp dẫn đó, tuy họ biết là xấu nhưng mà họ vẫn lao vào đó. Thì giống như cái chai Indonesian Wood này cũng vậy, tuy mà các bạn thấy cái mùi nó già quá, nó hôi, nó hăng, nó nồng quá, nhưng mà các bạn cũng không thể giúp bản thân của các bạn ngừng ngửi cái mùi hương này, cứ đưa cái tay lên ngửi hoài đó. Mình nói thiệt chứ không phải là mình quảng cáo, chỉ có những bạn nào mà ngửi cái này mới hiểu mình nói gì thôi, chứ nếu mà các bạn không ngửi được thì các bạn sẽ nghĩ mình nói xạo đó. Thì đó, tới sau khi mình ngửi xong Indonesian Wood xong, mình chuyển qua cái chai này Javanese Patchouli, Sicilian Mandarin, nói chung là ngửi hết cái dòng Essence Light trừ cái chai Haitian Vetiver với lại Peruvian Embred, là tại vì tự nhiên thời điểm đó họ không có bán nữa đó. Rồi sau đó cái tự nhiên mình nói cái dòng này nó hay quá, thôi mua một chai đi. Nhưng mà cái mình không mua nó trước, nhưng mà mình đi mua cái chai Quick Advantage trước. Cái sau đó chừng mấy tuần sau cái mình quay lại mình mua cái chai Florentine Iris của Zen Nhà đó. Thì đó là câu chuyện của mình về cái nhà Zen Nhà này. Thì mình không phải là lăng xê nó hay gì, nhưng mà thực sự mà nói, nếu mà so với mấy cái chai của Dior Sauvage đâu á, thì bất cỡ với cái chai Zen Nhà này, nhưng mà cái chai Zen Nhà này nó sẽ không bằng mấy cái chai như Baccarat Rouge 540 hay là Oud Silent Mood của Maison Francisca John, hay là Portrait of Lady của Fitmore, hoặc là Quick Aventus, nó sẽ không bằng nha. Mình xin nói thiệt luôn, thật lòng luôn, là mấy chai này nó sẽ không bằng. Nhưng mà nó có cái hay riêng của nó, là cái độ sang riêng của nó. Thì cái chai này á, mấy cái chai này phù hợp với những bạn làm việc trong văn phòng hơn là những bạn mà chủ yếu là muốn một cái mùi hương, chủ yếu là đi chơi. Tại vì khi mà các bạn xịt cái chai này lên người á, các bạn sẽ thấy nó sang, cho nên các bạn không có thể mặc quần đùi, áo thun được, bắt buộc các bạn phải mặc áo sơ mi hoặc là quần tây thì nó mới phù hợp với cái mùi hương này đó. Cho nên mình rất là thích xài mấy cái chai này khi mà mình đi làm đó, nó phù hợp với môi trường văn phòng, nó không có phải tỏa hương coi như là đầy cái phòng, nó chỉ là tỏa hương cái chai này, cái gia quỷ này nè, Indonesian Wood thì nó tỏa hương xa nhất, tại vì nó cái mùi út đồ nó nồng hơn, hoa hồng đồ á, các bạn xài thử các bạn sẽ biết. Thì cái chai này nó tỏa hương không có xa bằng cái này, nhưng mà khi mà các bạn kết hợp cái chai này với lại ISO E-Super thì nó sẽ rất là tốt đó. Thì nếu mà bạn nào muốn thử thì mình sẽ chiết ra cái này nè đó, cái ống 20 lít này nè đó, xịt vào 20 lít này để cho các bạn test đó. Thì nếu mà bạn nào muốn mua á thì liên hệ với mình đó. Thì mình tính bán cái chai full Indonesian Wood này luôn, nhưng mà rốt cuộc không ai mua, thôi mình khui ra mình bán chiết luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn vào clip sau, chào tạm biệt.